trong cuộc trò chuyện đầy quý giá với cụ bà Ngô Thị Luận, một trong những người đầu tiên xây dựng và nhen nhóm nghề hoa ở ấp Hà Đông, Đà Lạt vào những năm đầu thập niên 40. Điều chúng tôi cảm nhận sâu sắc nhất đó chính là tình yêu của bà với nghề hoa, nghề mà bà đã gắn bó cả cuộc đời. Bức ảnh này đã được chụp cách đây gần 40 năm. Và cả 8 chàng trai năm ấy giờ đây đều theo ba mẹ nối nghiệp trồng hoa. Chẳng bao xa, thế hệ thứ 3 của nhà bà Luận cũng sẽ tiếp nối nghề truyền thống quý báu này. Chuyện ấy đủ nói lên nhiều điều về tình yêu, về sự gắn kết của những con người mang hoa đến mảnh đất này và làm cho đất Đà Lạt được tô thắm những sắc hoa. Còn với bà Luận, dù đã bước sang tuổi thứ 88, cái tuổi xưa này hiếm, nhưng bà vẫn nhớ như in những ngày đầu mang hoa về đất này, cũng như sự đổi thay mạnh mẽ nơi đây. Mới đầu mà khai hoang thì chỉ có trồng rau thôi. Thế về sau này là vài ba năm, ba bốn năm thì đó người ta vào sau, người ta mới đem bông hoa dơn vào. Thì bây giờ lại trồng bông hoa dơn, xong rồi bây giờ mới lại trồng cúc nhật, xong rồi lại trồng cúc đoá. Bây giờ về sau là mới trồng các thứ, là ở bên ngoại ta đưa sang mới lại trồng sau. Bây giờ thay đổi là các anh mới nhớ lên là làm bông làm hoa mới phát triển lên. Đó thì là mừng rồi. Đây, thế hệ thứ hai gìn giữ nghề hoa dù qua bao thăng trầm. Anh Trần Văn Miền, con trai của cụ bà Nguyễn Thị Luận, cùng với các anh em mình đã xuống vườn từ những thuở lên năm, lên sáu. Và cứ như vậy, nghề hoa đã ăn sâu vào tiềm thức. Trồng hoa đã không chỉ còn là một nghề giúp những người nông dân khấm khá, đổi đời, mà như một sợi dây vô hình gắn chặt họ. Những con người đã sinh ra, lớn lên, ấm áp ký ức cả một thời thơ ấu với hoa, không thể rời xa nghề trồng hoa. Trong những nỗi nhớ của anh Miền, có nỗi nhớ sâu sắc về thung lũng hoa Hà Đông năm ấy, cùng những ước mơ đẹp đẽ, anh muốn các thế hệ hôm nay viết tiếp. Khu vực này hồi xưa là không có nhà vòm, hồi xưa một cái thung lũng bằng phẳng. Thì nếu mà theo mà mình trồng hoa ngoài trời thì toàn là lay ơn với mấy hoa cúc hồi xưa cúc Nhật á. Thì nhìn là coi như là thấy mênh mông một lũng hoa như vậy. Còn bây giờ thì nếu mà nhìn trên là thấy toàn vòm không, còn ở trong cái vòm đó thì các loại hoa, thì hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng, rồi hoa ly, giữ một cái làng hoa cái truyền thống. Thì sau này mình để phát triển nó còn cái lớp sau nữa, rồi cái lớp thế hệ kế tiếp thì người ta vẫn phát triển được cái nghề hoa. Và mình sẽ đưa một cái trồng hoa của Đà Lạt nó thành một cái thương hiệu, đưa ra nước ngoài, có khi là nước ngoài cũng biết được một cái thương hiệu hoa của Đà Lạt. Đó là cái mong ước của tôi. Cũng giống như của bà Ngô Thị Luận, ông Nguyễn Văn Chức, bậc cao niên của làng hoa Thái Viên, cũng ấp ủ bao nghĩa tình sâu nặng với hoa. Cũng hạnh phúc biết bao với từng sự đổi thay trên mảnh đất này. Bây giờ đúng là rõ ràng những cái trước kia nó không, mình không thực hiện được. Nhưng mà bây giờ mình thực hiện, và thứ nhất là hoa làm trong nhà kính. Đồng thời tất cả áp dụng những cái khoa học cũng như là cơ giới. Thì hoàn toàn là bây giờ nó tiến bộ người xưa rất là xa rồi. Rồi cái cuộc sống của dân thì thấy nó cũng phát triển đi lên. Đà Lạt giờ đã có 4 làng nghề hoa truyền thống. Và đến làng hoa nào gặp những thế hệ dành cả cuộc đời mình cho sự phát triển của nghề hoa. Khi nào cũng thấy một tình yêu giản dị nhưng sâu sắc và vĩnh cửu. À, con nông dân ở tại thôn này gắn bó với cây hoa cách đây đã gần 40 năm rồi. Thì trên cơ sở cái sự yêu hoa cũng như là cái hoa đem lại lợi nhuận kinh tế rất cao thì mới hình thành cái làng hoa Xuân Thành. Và trên cơ sở những người nông dân rất là cần cù chịu khó thì đã góp công để mà tôn tạo, để mà khởi dựng cái nghề trồng hoa ở thôn Xuân Thành rất là nhiều, để mà đẩy mạnh cái phát triển cái hoa nông nghiệp công nghệ cao. Còn với người đàn ông này, người đã đi tiên phong, đã dám mạo hiểm, dành hết của cải của gia đình vào những ngày đầu trồng hoa công nghệ cao trong nhà kính. Với anh, niềm vui chưa bao giờ nguôi vời khi nhìn thấy nghề hoa trên quê hương anh phát triển mỗi ngày. Tôi sinh ra tại Đà Lạt và gắn bó trong cái ngành nghề này chắc có lẽ là đầu tiên của Đà Lạt với 26 năm trồng hoa trong nhà kính. Và sự đổi thay từ năm 1990 cho đến bây giờ thì cái ngành trồng hoa của Đà Lạt phát triển nó theo từng ngày. Với những cái loại hoa
du nhập trên thế giới để phù hợp với cái hoàn cảnh và cuộc sống và người tiêu dùng của hiện nay thì mỗi ngày một khác. Bởi lý do đó và kinh tế của người dân được nâng cao, người dân của làng hoa của chúng tôi hiện nay là một cái làng nghề đầu tiên của Đà Lạt, nó đem lại cái lợi nhuận kinh tế phát triển. Với sự phát triển đó thì nó kèm theo là cuộc sống của người dân đã nâng cao. Sau ngày đất nước thống nhất, vào làng hoa, những mái nhà hiện đại đẹp đẽ sang sát mọc lên. Những tỷ phú nghề hoa đang tiếp tục ghi tên mình vào sự nhân rộng và phát triển của nghề hoa. Và nhìn lại những hình ảnh này, đến thực tế làng hoa hôm nay mới trân quý công sức của những con người đã làm đổi thay mạnh mẽ những làng nghề, mang những mùa xuân tươi tắn, vĩnh cửu đến mảnh đất này. Tại thời điểm ghi hình của nhóm phóng viên thời sự, tình trạng xe ủi, máy xúc, xe tải cỡ lớn đã không còn. Tuy nhiên, hiện trạng của việc san ủi, múc đất, đổ ra mép hồ để làm nông nghiệp, đổ đất ngăn hồ để làm đường đi. Thậm chí, có những diện tích hồ bị bồi lắng, giờ đây đã trở thành mảnh đất trồng rau màu tươi tốt của người dân vẫn còn hiện hữu.